Chào các bạn, và Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn đây. Đây là chuỗi video hướng dẫn bạn bí quyết để làm sao có thể tự chạy được quảng cáo trên Facebook mà ngay cả khi bạn chưa từng có kinh nghiệm nào trước đây. Để tôi kể cho bạn nghe một điều rằng khi tôi mới bắt đầu biết tới chạy quảng cáo Facebook thì thời điểm đấy tôi chưa có đi học bất kỳ ai dạy về chạy quảng cáo Facebook hết. Và cái số tiền mà tôi bỏ ra ban đầu nó lên tới hàng trăm triệu. Ở thời điểm đấy thì tôi bỏ ra số tiền đấy và tôi phát hiện ra là mình đã thực sự chạy không hiệu quả một chút nào. Thì lúc đó tôi thấy được rằng cái số tiền nó khá là lãng phí cho cái doanh nghiệp của mình. Tôi bắt đầu tìm xem rằng ở bên ngoài kia có ai đang dạy về cách để làm chạy quảng cáo hay không. Thì lúc đó tôi đi học được rất là nhiều người thầy và biết được nhiều cái bí quyết và tổng hợp lại trong những chuỗi video này. Đơn giản tôi chỉ muốn làm sao đó chia sẻ cho bạn biết được rằng những cái kinh nghiệm của tôi, những cái thất bại của tôi, những cái gì cần phải né tránh, và để làm sao đó các bạn có thể tiết kiệm được cái ngân sách tối ưu nhất mà vẫn kiếm được cái hiệu quả về số tiền, cái số đơn hàng mà bạn bán được ra bên ngoài. Cách đây khoảng một vài hôm thì tôi đã có giúp cho khoảng 7 người bạn của tôi, họ đều là chủ doanh nghiệp hoặc là những boss về mỹ phẩm và thời trang. Thì họ đã bắt đầu chạy quảng cáo Facebook tới hàng hàng trăm triệu ngân sách mỗi tháng rồi. Và tôi chỉ cần vào trong tài khoản của họ thôi là tôi đã khoảng tối ưu được ít nhất 30%. Thì tính đến số tiền mà tiết kiệm được thì khoảng là cả vài trăm triệu mỗi tháng. Thì bạn tính số tiền nó rất là lớn đúng không nào? Thì trong những video này tôi chia sẻ cho các bạn biết được làm sao đó bạn có thể bỏ ra ít nhất nhưng mà vẫn nhận được nhiều nhất. Và tôi sẽ giúp cho bạn có thể trở thành top 1 trong thị trường ngách của bạn. Nguyễn Tùng Sơn cam kết với bạn một điều rằng nếu như bạn không có làm bất kỳ một cái sản phẩm gì thì thôi. Nhưng nếu như bạn đã quyết tâm vào cái thị trường đó rồi thì bạn nhất định phải trở thành top 1 trong thị trường của bạn khi mà bạn tham dự vào trong thị trường đấy. Và đây cũng chính là những cái điều mà Sơn mong muốn và khao khát muốn chia sẻ cho các bạn. Nên nếu như bạn chưa có nhận được bộ video series hướng dẫn để tự chạy quảng cáo Facebook hoàn toàn miễn phí của tôi, chỉ giá 4.970.000 đồng. Đấy, thì bạn hoàn toàn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video tôi để lại ở phần mô tả để bạn hãy bấm vào đường link đấy. Và đừng quên chia sẻ nó ở trên Facebook, chia sẻ nó lên trên YouTube để cho nhiều người có thể nhận được những cái giá trị đấy. Cũng như là tôi có thêm nhiều động lực hơn để quay thêm nhiều cái video hơn nữa. Rồi, và tôi muốn chia sẻ cho bạn những gì mà tôi đã làm được chứ không phải là những gì mà tôi học được. Đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn, đó chính là những gì mà tôi đã làm được. Đó, và những cái kiến thức này là những kiến thức vô cùng thực tế bạn học và có thể ứng dụng được vào trong doanh nghiệp của bạn. Tôi chỉ cần bạn có sự cam kết học tập đầy đủ, học tập có một sự ghi chép và có một cái tinh thần trách nhiệm cao với những số tiền mà mình đã bỏ ra, với thời gian mà bạn đã xem video này của tôi. Tôi thực sự rất là cảm ơn, rất là biết ơn bạn khi mà bạn đã dành cái thời gian quý báu của mình để xem những video hướng dẫn của tôi. Và tôi ở đây để dạy bạn những cái chiến lược, những cái mô hình kinh doanh thực chiến có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của bạn. Nó không chỉ bạn sử dụng quảng cáo Facebook mà đó là những cái chiến lược, những cái cách để làm sao đó có thể đưa một khách hàng xa lạ tới trở thành một cái người yêu thích, yêu mến, mến mộ cái doanh nghiệp của bạn và sau đó họ đưa ra quyết định mua hàng và mua tiếp tục về sau nữa. Thì đó là những chiến lược mà tôi có thể giúp cho bạn về sau này. Đó, đó là trong những chuỗi video. Và tôi là ai? Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn, tôi là nhà cố vấn chiến lược và là một internet marketer. Trong thời gian qua thì tôi đã giúp cho những người bạn của tôi, những chủ doanh nghiệp họ đã có những doanh thu ở trên thị trường rất là lớn, có những người có anh Thường đã doanh thu trên 40 tỷ một năm về sản phẩm và đồ lót, hoặc là tôi có giúp cho chị Nga Mona là chủ nhà sáng lập thương hiệu Mona Nail, hoặc là tôi có giúp cho anh Tuấn về học viện iHair và rất 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 nhiều những cái thương hiệu khác mà bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm hoặc là follow tôi ở trên Facebook cá nhân thì bạn sẽ nhìn thấy những cái bài post hoặc những người bạn mà tôi hay đi chơi chung với họ. Thì họ đều là những chủ doanh nghiệp và tôi giúp cho rất là nhiều những người chủ đấy họ làm tốt hơn trong công việc kinh doanh của họ, không những là về marketing mà về kinh doanh, về tài chính, về về nhân sự, về bán hàng và rất là nhiều những cái
những cái ở bên ngoài khác. Và tôi vốn xuất phát từ người làm kinh doanh thực tế. Vào những cái năm mà 2013 thì tôi đã cùng với những người bạn của tôi lập ra doanh nghiệp đầu tiên. Thời điểm đó thì tôi với những người bạn đó tập trung vào làm về mô hình tổ chức tiệc cưới và sự kiện ở ngoài trời. Và thời điểm đấy thì tôi cũng bắt đầu kinh doanh. Đó, công ty đầu tiên là công ty tổ chức tiệc sự kiện Hoàng Kim. Và sau đó vào năm 2015 thì tôi thấy được rằng cái thị trường mỹ phẩm và son môi rất là phát triển. Rất là nhiều người kinh doanh về sản phẩm này và bắt đầu gặt hái được số số tiền rất là lớn, thì tôi có vào làm trong thị trường về son môi. Và trong cái quá trình mà làm doanh nghiệp ấy, thì tôi đóng vai trò rất là quan trọng ở trong vị trí doanh nghiệp. Những cái công việc mà tôi làm thường đó là về internet và internet marketing, mà về về bán hàng và cố vấn được chiến lược. Thì trong suốt cái thời điểm đấy, không những là tôi giúp được cho nhiều người là học viên của tôi, là khách hàng của tôi, mà tôi đã giúp được cho chính cái công việc kinh doanh của tôi. Nên bởi vậy những cái kiến thức mà tôi chia sẻ đó là chính là những cái kiến thức rất là thực tế, rất là sát so với doanh nghiệp của bạn. Và trong suốt những cái thời điểm thời gian qua thì tôi cũng đã giúp được cho hàng nghìn người, họ đã có được sự thay đổi, họ đã biết cách được kinh doanh tốt hơn, biết cách làm sao đó có thể là marketing và bán hàng về kinh doanh công việc kinh doanh của bạn của họ. Bạn có thể thấy được rằng ở trên Facebook cá nhân của tôi thì hiện tại đã có trên 26.000 lượt follow. Họ chính là những cái người đã biết tới tôi ở trên mạng internet. Và thực sự đây là những cái điều mà tôi rất là khát khao, tôi muốn chia sẻ lại những cái điều mà tôi đã làm được tới cho những người cùng với đất nước của mình, với một khát khao muốn giúp cho những người khác, muốn họ được những cái tốt nhất và không cần phải trải qua những cái thất bại giống như tôi đã từng. Đây, và đây là kênh YouTube cá nhân của tôi, đây là Sơn Piat. Cách đây khoảng một vài năm thì tôi đã chia sẻ những cái điều thú vị ở trên internet về cách kiếm tiền online, làm sao có thể xây dựng được một cái công việc kinh doanh trên internet, hoặc là làm sao đó có thể đưa doanh nghiệp của mình lên internet hoặc là kinh doanh online như thế nào, thì tôi chia sẻ cho rất là nhiều người. Hiện tại là có 83.000 lượt đăng ký và bạn đang xem ở đây. Đó. Và tới thời điểm hiện tại là có trên 4 triệu rưỡi lượt xem kênh YouTube của tôi, và tôi chưa có bỏ ra một đồng tiền nào quảng cáo cả, và đều là những người fan hâm mộ, họ yêu thích, họ mến mộ, họ chia sẻ, họ giới thiệu tới cho nhiều người khác, và tôi có được những cái lượt follow cao như vậy. Và bên cạnh đó thì tôi cũng có rất là nhiều những kênh YouTube khác, ví dụ như kênh YouTube Nhật ký triệu đô, kênh YouTube Nguyễn Tùng Sơn, Kho sách nói online, và rất là nhiều kênh khác. Và tôi thực sự rất là mong muốn đem những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của tôi để chia sẻ và truyền tải tới rất là nhiều người bạn khác, những chủ doanh nghiệp và những người đang làm kinh doanh. Trong chuỗi video này thì tôi sẽ gửi cho bạn những cái bài học, và nó là những cái bài tập và bạn cần phải hoàn thành nó. Bạn cần phải đăng bài lên để nộp bài tập vào trong group, hoặc là post lên vào trong email cho tôi để tôi có thể kiểm tra lại xem rằng bạn đã làm bài tập và có làm đúng những gì mà tôi hướng dẫn cho bạn hay không. Nên đây là chuỗi video học miễn phí, nhưng mà tôi rất là muốn bạn học và có kết quả, chứ không phải là mình bỏ ra thời gian nhưng mà lại không có gặt hái được cái điều gì, thì đó rất là lãng phí, đúng không nào? Nên nếu như bạn chưa tham dự vào trong cái chương trình học của tôi, đó là chương trình tự học quảng cáo Facebook, và tôi sẽ tiết lộ cho bạn bí mật để tôi đã chạy được quảng cáo Facebook và thu về hàng trăm đơn hàng mỗi ngày và kiếm được khoảng 213 triệu chỉ sau một tuần khi mà tôi mới bắt đầu như thế nào. Và chương trình này là hoàn toàn miễn phí, học về quảng cáo Facebook, hướng dẫn bạn mọi thứ về Facebook Ads, ngay cả khi bạn không cần biết kinh nghiệm ở trước đây, và nó là miễn phí hoàn toàn. Đó, tại sao nó là miễn phí? Bởi vì đơn giản là Nguyễn Tùng Sơn rất là mong muốn chia sẻ, gieo đi những cái điều mà mình đã làm được tới cho cộng đồng của mình. Đơn giản là một điều như vậy. Và bạn sẽ nhận được những cái form điền sẵn, những cái biểu mẫu, những checklist và những cái tool công cụ để bổ trợ. Cái mà tôi gửi cho bạn chính đó là qua email, nên bạn cần phải thường xuyên check email để nhận được những cái lá thư của tôi sẽ gửi cho bạn hàng ngày, hoặc là những cái lúc nào đó tôi cập nhật được những điều gì mới hoặc là những video mới nhất thì tôi sẽ gửi cho bạn qua email. Nên bạn cần phải để lại email ở trong cái form đăng ký, và bạn sẽ biết được chi tiết những cái cách để làm sao đó bạn có thể trở thành top 1 trong thị trường của mình. Cái học phần của chúng ta thì gồm có những sau.
Phần 1 thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm sao bạn có thể làm chủ được tài khoản quảng cáo trên Facebook, làm sao để bạn có thể tạo được tài khoản doanh nghiệp, hoặc đó là thêm phương thức thanh toán. Đây là những cái điều cơ bản thôi, nên nếu như mà ai đã biết được rồi thì bạn có thể chuyển qua những học phần khác. Tôi thực sự là cũng không có tập trung quá nhiều về những cái điều cơ bản này, hoàn toàn bạn có thể tìm kiếm được trên internet. Nhưng những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho bạn đó là những học phần chuyên sâu hơn về cách để làm sao bạn có thể nghiên cứu được đối thủ của bạn, bạn có thể tạo được những cái content mẫu, những cái bài viết bán hàng ngay cả khi bạn không cần quá giỏi về viết lách, hoặc là cách để làm sao bạn có thể tìm ra được những cái bài quảng cáo hiệu quả nhất, những cái video quảng cáo hiệu quả nhất mà bạn không cần phải bỏ ra một ngân sách để bạn thử nghiệm nó. Thì đây chính là những cái chiến lược mà tôi đã ứng dụng được biết bao nhiêu năm nay, và tôi đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền quảng cáo khi mà mới bắt đầu. Thay vì những người khác họ phải lần mò, phải lận đận để tìm ra được cách tối ưu nhất, thì dường như khi mà mới bắt đầu vào thị trường thì tôi đã tìm ra được rất là nhiều cái bí quyết để làm thành công. Nên nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì bạn có thể vào kênh YouTube của tôi, đó là Nhật ký Triệu Đô. Trong đó thì tôi có để lại một cái 7 cái video là bí quyết để biết đối thủ đang làm gì trên Internet này. Đây là cái mà nghiên cứu được đối thủ của bạn, nó rất là hay. Đây là cái phần mà tôi tâm đắc nhất về Internet Marketing. Khi mà mới bắt đầu làm Internet về marketing thì việc vô cùng quan trọng nhất là đó là nghiên cứu đối thủ, bạn đừng bỏ qua cái bước này, nên đây là phần quan trọng nhất. Nếu như bạn muốn học thêm thì hãy vào kênh YouTube của tôi, Nhật ký Triệu Đô, để vào xem cái phần bí quyết để nghiên cứu đối thủ này. Nó sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết từng bước từng bước từng bước một để bạn có thể làm theo. Qua phần số 3, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để target được đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Bạn sẽ tìm được ai chính là người sẽ sẵn sàng chi trả số tiền cho doanh nghiệp của bạn, và làm cách nào đó để chúng ta có thể bán được và tìm được đúng khách hàng, chân dung của khách hàng, vẽ được chân dung, tìm ra được chính xác người mua hàng của bạn. Ở phần số 4, tôi chỉ cho bạn về cách để làm sao bạn có thể tối ưu được quảng cáo chỉ trong nháy mắt. Đây là cái mà tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền ngân sách các bạn. Có những thời điểm mà tôi đã chạy lên hàng trăm triệu mỗi tháng cho một tài khoản quảng cáo của tôi. Thì về sau thì tôi phát hiện ra được rằng là có những cái mẫu quảng cáo thì tôi chạy không hiệu quả, nhưng mà tôi vẫn duy trì nó cả hàng tháng trời. Có những cái khung giờ chạy quảng cáo không hiệu quả, có những độ tuổi chạy quảng cáo không hiệu quả. Nói chung là cái trong phần 4 này tôi chỉ cho bạn cách để bạn có thể tối ưu được tài khoản quảng cáo để làm sao đó bạn vẫn bỏ ra số tiền đấy nhưng mà hiệu quả có thể gấp 2 gấp 3 lần, hoặc là bạn có thể tiết kiệm được một nửa ngân sách quảng cáo nhưng mà hiệu quả thì không thay đổi. Thì đây chính là cái điều mà tôi đã làm được. Có những thời điểm mà cái giá quảng cáo của tôi nó rất là cao và tôi tối ưu xuống chỉ xuống còn khoảng 1 phần 3 cái số tiền quảng cáo đó thôi, thì cái thời điểm mà tôi rất là vui mừng và tôi chỉ muốn rằng là những cái điều này tuyệt vời này tôi chia sẻ được cho nhiều người thôi. Đó. Và phần số 5 thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm sao bạn có thể nhờ được support hoặc liên hệ với cả bên Facebook, và nó còn rất là nhiều những học phần khác mà ở trong phần này thì tôi chưa có chuẩn bị kịp ở trong cái slide. Dĩ nhiên là nếu như có những video mới nhất thì tôi sẽ gửi nó để tặng bạn, nên bạn đừng quên để đăng ký kênh YouTube và đăng ký vào email của tôi để tôi sẽ gửi cho bạn một cách chủ động hơn. Hoặc là bạn hãy đảm bảo rằng là bạn đã đăng ký kênh YouTube rồi và đã tham gia vào trong group kín để chúng ta có thể trao đổi những kiến thức cùng với nhau. Ok chưa? Và rất là cảm ơn bạn đã theo dõi video này, thì chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những cái phần tiếp theo. Những học phần đó thì chúng ta sẽ đi vào phần chuyên sâu luôn. Bạn cần phải có những cái yếu tố như là có máy tính, laptop, có internet, có thẻ tín dụng, thẻ Visa, Mastercard để bắt đầu với công việc kinh doanh này. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn.